Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Anta Hai Phú Quốc về Việt Nam. Mình là Nguyễn Minh Toàn và hôm nay thì mình sẽ gửi bạn đến các bạn series training về Multibody Dynamics hay Multibody Simulation với bộ sản phẩm Hai Phú Quốc. Thì hệ Multibody Dynamics hay là Multibody Simulation dịch ra tiếng Việt Nam ấy thì nó là hệ động lực học nhiều vật, và chúng ta có thể dùng cái dạng mô phỏng này để mô phỏng sự chuyển động này, hay là khả năng làm việc, quá trình hoạt động của các kết cấu cơ khí phổ biến. Nhưng bạn thấy như chương trình ở đây thì một loạt các kết cấu phổ biến mà chúng ta có thể thấy trong các kết cấu cơ khí hàng ngày mà chúng ta có thể mô phỏng bằng sử dụng Multibody Dynamics, là chúng ta sẽ có những kết cấu bánh răng này, robot này, hay là nguyên cả một cái xe chuyên dụng này. Đấy, hay là cái hệ tới cái cấu trúc cam xoay vòng với lò xo, vân vân. Đó. Thì Multibody Dynamics thì đấy, thì các bạn hiểu đơn giản là chúng ta đang đi mô phỏng lại sự chuyển động của cái cấu cơ khí, và chúng ta tìm hiểu nó, chúng ta đánh giá nó, chúng ta kiểm nghiệm nó trong môi trường ảo. Đó. Thì đối với bộ sản phẩm Hàn Quốc ấy, thì cái module mà sử dụng để giải quyết bài toán Multibody Dynamics đó là Motion Zone. Nếu như bạn nào đã có chút hiểu biết về hàng Hàn Quốc thì các bạn có thể biết sẵn là chúng ta có Optic Shock hay Radio để giải quyết các bài toán về phần tử, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Optic Shock thì là về Implicit, hay là Radio là về Explicit. Hay chúng ta có là các kêu xôn mà chuyên về CFD và thermo Feco Flux, và chuyên về Electromagnetics. Thì ở đây là phần mềm Sumo chuyên dụng để mà giải quyết vấn đề Multibody Dynamics, đó là sử dụng bài toán Motion Zone. Thì đối với Motion Zone, Motion Zone và Motion View thì cái đặc điểm về mô phỏng của nó, chúng ta sẽ có với cái bộ sản phẩm này, chúng ta có thể mô phỏng các kết cấu cơ khí từ mức độ rất là đơn giản như bọn này đây, cơ cấu 4 khâu. Nhiều bạn đã học về nguyên lý máy, bài học nguyên lý máy ở trong trường đại học, các bạn sẽ biết cơ cấu 4 khâu là một cơ cấu rất nổi tiếng, đơn giản, chúng ta bắt đầu bài học về nguyên lý máy và thiết kế máy, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta mô phỏng đến những cái hệ đến rất là phức tạp. Như đây là nguyên cả một cái cơ cấu của động cơ và xi lanh, động cơ piston và xi lanh. Đấy, có hệ thống đóng van mở, trục cam các thứ, đúng không ạ? Rồi thì những hệ cơ cấu mang tính chất là cụ thể hơn, mà specific ở đây, tức là bản thân bộ công cụ phần mềm của Hàn Quốc ấy, nó sẽ hỗ trợ có những thư viện đi kèm. Đấy, rất là hữu ích, bạn có thể xây dựng và mang tính đặc chuyên dụng với những loại mô phỏng nhất định. Đấy. Thứ ba đó là tính năng về co-simulation. Thì nếu mà chỉ là mô phỏng các cái cấy thông thường ấy thì thường sẽ các bạn sẽ có sự giới hạn nhất định. Thì với việc là cái bộ sản phẩm Hàn Quốc nó đi theo kèm theo trọng bộ, tức là bạn sử dụng nhiều mô đun tương tác với nhau, các bạn có thể thực hiện cái mô phỏng được gọi là co-simulation, sử dụng nhiều server tương tác với nhau để đưa ra kết quả mô phỏng mang tính thực tế hơn rất là nhiều. Thì hai đặc điểm nổi bật đối với bốn bộ sản phẩm Motion Zone, Motion View ở đây đó là các bạn sẽ sử dụng có thể dùng cho là Fluid Structure Interaction, MSI, hoặc là Mechatronic System, tức là mô phỏng hệ thống cơ điện tử. Đó. Cái thứ cuối cùng đó là tính năng về Customize. Customize ở đây là các bạn có thể hoàn toàn dựa trên nền tảng của bộ phận phẩm Hàn Quốc, các bạn có thể tự build cho mình những cái module riêng, những cái thư viện riêng mà các bạn mà chuyên dụng cho các bạn, để mà các bạn có thể build mô hình một cách nhanh hơn, chính xác hơn, và đồng thời là nó có thể mang tính kế thừa, tức là những cái người đến sau khi sử dụng bộ phần này các bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng hơn. Đó. Thì như mình đã nói thì Multibody Dynamics hay là Multibody Simulation ấy, thì chủ yếu để các bạn mà test, các bạn thử nghiệm cái kết cấu cơ khí của các bạn trong môi trường ảo, được gọi là Virtual Testing. Thì Virtual Testing mang lại rất nhiều lợi ích, tức là khi các bạn thiết kế một cái hệ kết cấu cơ khí ấy, các bạn muốn thử kiểm nghiệm nó, thì với việc sử dụng Virtual Testing thì các bạn sẽ không cần phải là tự chế tạo được các thứ ra những cái sản phẩm thật nó để kiểm nghiệm xem như nào, rồi thì nên nó hỏng hóc hay cái gì đấy hay không là yêu cầu, các bạn lại phải sửa lại, rồi các bạn test lại, rồi các bạn lại build mô hình mới gọi là prototyping, và cuối cùng là sẽ rất là mất thời gian, nó mất là công sức và tiền bạc để các bạn có thể đến được cái thiết kế cuối cùng. Nhưng mà đối với việc sử dụng Motion Zone, Motion View hay là Virtual Testing ấy, thì các bạn có thể kiểm nghiệm nó ngay trên máy tính của các bạn. Các bạn có thể rút ngắn thời gian rất là nhiều. Đó. Mà rút ngắn thời gian rất là nhiều cho cái quãng thời gian mà đi từ cái thiết kế ban đầu được gọi là concept, design concept,
cho đến cái sản phẩm cuối cùng của các bạn. Đây là khoảng thời gian và tiền bạc mà các bạn có thể tiết kiệm được. Thì bộ sản phẩm Hàn Quốc ấy, người ta sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các công cụ để các bạn có thể làm đấy, từ việc là các bạn build model các bạn sẽ được thực hiện trong môi trường Motion View với rất nhiều công cụ hữu dụng và đặc dụng chỉ dành cho multibody và multibody dynamic simulation. Nó không chỉ dừng lại ở các tính năng về mô phỏng multidynamic, mà như mình đã nói, nó có thể kết hợp với rất nhiều những cái bộ sản phẩm khác nữa, cùng với các tính năng về toán học đã có sẵn trong bộ sản phẩm Hàn Quốc, để các bạn có thể thực hiện mô phỏng những kết cấu cực kỳ phức tạp mà vốn không thể thực hiện trong rất nhiều những phần mềm khác. Cái thứ hai là các bạn sẽ, khi mà các bạn build mô hình trong rồi ấy, thì nó sẽ như một cái hệ phần trình toán học rất là phức tạp, nhưng mà sẽ có bộ giải để giúp giải cho bạn là motion zone. Và kết quả khi được đưa ra sẽ là cái kết quả sẽ được hưởng thị một cách rất là trực quan ở trên môi trường của Hàn Quốc. Thì nếu các bạn đã làm quen bộ sản phẩm Hàn Quốc rồi thì các bạn sẽ biết là trong Hàn Quốc này có các bộ sản phẩm dùng để hiển thị và xử lý kết quả, gồm có Hyperview này, Hypergraph này và Compose. Đó. Nhìn chung là có rất nhiều lợi ích mà khi các bạn sử dụng bộ công cụ này. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu này, đưa ra một số các ví dụ. Đây là một trong số các ví dụ về vehicle simulation sử dụng vehicle simulation hay là virtual test với các kết cấu về các xe. Chúng ta có xe con, đây là chúng ta đang có được gọi là risk test hay là sticker test để mà kiểm tra về khả năng chịu rung hay là chịu rung chấn của xe, hay là kiểm nghiệm độ êm dịu của xe, đúng không ạ? Hay là đây là kết cấu đóng mở của này, sliding mechanism này. Rồi thì mô phỏng máy xúc để kiểm tra kết cấu máy xúc và tối ưu hóa, có thể dùng để tối ưu hóa về năng lượng cần sử dụng cho máy xúc chẳng hạn. Hay là đây là bus riding này, nguyên cả một chiếc xe các bạn có thể mô phỏng chạy trên đường. Hay là đây là nguyên một cái chiếc xe chuyên dụng khác, đúng không ạ? Ngoài ra thì các bạn thấy ở đây là những cái xe này được gọi là motion view, người ta không chỉ là một cái công cụ để mô phỏng, mà là một công cụ có thể chứa các thư viện để các bạn có thể tạo những cái mô hình phức tạp chỉ với vài cú click chuột. Đó, vài cú click chuột, và thậm chí các bạn có thể sửa đổi những cái thư viện này để phù hợp với mỗi thiết kế của các bạn, mỗi loại xe của các bạn, để mà các bạn có thể tiến đến cái thiết kế cuối cùng nó nhanh hơn. Đó. Như ở đây là một mô hình đã có sẵn, và các bạn chỉ cần vài một click chuột để có thể có nguyên một cái xe như này thôi. Và đây là một ví dụ khác về testing nguyên một cái xe tải để kiểm nghiệm cái hệ thống. Đây là phanh treo khí nén ấy, nó và kiểm nguyên cái hệ thống chassis, hệ thống khung gầm của xe tải. Kết quả có thể được process. Kết quả này cũng không phải là kết quả mà các bạn phải tự làm, mà là có cả một cái hệ thống gọi là auto report generation sẽ giúp bạn xuất ra kết quả một cách tự động. Vâng, sẽ toàn là những kết quả mà chúng ta cần quan tâm trong việc cái thế thiết kế hệ thống khung gầm một chiếc xe. Ở đây chúng ta sẽ có những cái application nó kiểu là mang tính xa hơn của motion zone motion view. Ở đây người ta sẽ có những cái từ kết quả của motion zone motion view MBD thì người ta sẽ có thể xuất kết quả là phần lực, tức là lực xuất ra của các bạn sẽ được đưa vào những kết quả mô phỏng trong phần mềm khác, ví dụ trong OptiTrack chẳng hạn, để các bạn có thể kiểm nghiệm về tính năng mỏi của kết cấu này, hay là kiểm nghiệm về tính năng rung ồn này đó. Hay là ở đây chúng ta có mô hình, ở đây là mô hình được gọi là Tire Context. Thì khi mà cái bánh xe nó di chuyển trên mặt đường ấy, thì tương tác giữa bánh xe mặt đường là một trong những tương tác cực kỳ phức tạp, trong những tương tác phức tạp nhất, với context phải được mô phỏng bằng các hệ phương trình toán học rất là tạp, nói chung là có phần khủng khiếp đó. Thì ở đây thì bản thân motion zone motion view sẽ hỗ trợ những cái mô hình lốp như thế để có vẻ đẹp mà mô phỏng mang tính thực tế nhất có thể đó. Và đó thì chúng ta có thể thực hiện những bài mô phỏng về rung ồn trong trong bộ phần mềm motion zone motion view với nhiều cái tần số khác nhau, từ 0 Hz này cho đến 1000 Hz. Ở đây thì là một ví dụ xác về mechatronic system, được gọi là mechatronic system. Thì đây thì mình có một ví dụ về robot arm.
Thì cánh tay robot này nó sẽ làm nhiệm vụ đó là gấp cái vật thể từ vị trí số 1 này sang vị trí số 2 ở đây. Đó. Phần đầu kết cấu ở đây các bạn có thể thấy nó là hoàn toàn được mô phỏng đấy. Đây là hệ thống phần đầu hệ thống. Tất cả các hệ thống này được mô phỏng, có thể được mô phỏng trong môi trường của Motion View. Ngoài ra khi kết hợp các bộ sản phẩm khác như các bạn thấy đây các kết cấu này, đây là những kết cấu và design. Những kết cấu và design này được generate bởi Inspire và sử dụng optimization để có thể tạo được cánh tay robot nhẹ nhưng vẫn đủ năng lượng chịu những đủ khả năng làm việc. Ngoài ra toàn bộ cơ cấu của con robot sẽ được điều khiển bởi sẽ được điều khiển bằng việc mô phỏng lại hệ thống điện tử của robot đấy, sử dụng trong phần mềm Activate. Đó. Sau này thì mình sẽ có một series khác để giới thiệu phần mềm Activate cho các bạn. Như các bạn có thể hiểu đơn giản, đây là một phần mềm chuyên dụng để có thể mô phỏng cái hệ thống điện tử nó điện tử hay là thông qua các khối được gọi là block diagram. Đó. Trong tương lai thì mình sẽ có series video giới thiệu về phần mềm này. Đây là ví dụ kết quả của bài toán. Đó. Đây là một giải toán bài toán gọi là Cauchy simulation. Như các bạn thấy ở đây là chúng ta có thể có lực xuất ra này, lực tương tác, kiểm nghiệm sự tương tác giữa các vật này. Đó. Đó. Ngoài ra các bạn thấy ở đây, cái cấu này được gọi là cable. Thì khi mà để giải toán các bài toán về cable như này ấy, chúng ta sẽ có thể dùng đến một cái gọi là Nonlinear Finite Element Model. Đó, bởi vì cái tính chất của cái mô hình này nó là làm bằng cao su hay là làm bằng nó là sợi dây cáp có thể uốn cong theo nhiều chiều khác nhau và ứng xử của nó là ứng xử nonlinear rất là phức tạp. Và Motion Show Motion View hỗ trợ các tính năng này, trong mô phỏng. Đây là một bài mô phỏng kết hợp rất nhiều phần mềm khác nhau trong bộ sản phẩm AMD HyperCourse. Mình sẽ giới thiệu. Đây là một video giới thiệu về việc là sử dụng Motion Show Motion View kết hợp với Activate để các bạn có thể tối ưu hóa cái cơ cấu sử dụng trong máy xúc. Đây các bạn có thể thấy rằng là cơ cấu máy xúc này sẽ được mô phỏng hoàn toàn. Các bạn có thể máy xúc cơ cấu sẽ được mô phỏng hoàn toàn bằng trong môi trường Activate đó, với các thư viện chuyên dụng. Đây là những thư viện chuyên dụng trong phần mềm Activate. Đây là mô phỏng kết cấu thủy lực đấy. Đây là kết quả post-processing mà lực mà các bạn sẽ có thể xuất ra ở trên các điểm ở trên cái gầu xúc của máy xúc. Qua đó các bạn có thể tối ưu hóa cái lượng năng lượng và tối ưu hóa lực ở các gầu xúc các bạn. Cùng với đó ở đây là hệ mô phỏng ở đây là multi-body dynamic kết hợp với flexible body. Flexible body này sẽ được tạo bởi OptiStruct để có thể kiểm nghiệm là ứng suất ở trên toàn bộ gầu xúc này. Đó. Kết hợp với phần mềm IDEM để có thể mô phỏng hạt. Đây là sử dụng mô phỏng hạt ở trong phần mềm IDEM. Như bạn thấy là chúng ta đã sử dụng và kết hợp rất là nhiều phần mềm với nhau đúng không ạ? Đó. Và cuối cùng ở đây chúng ta có tiếp vào đây là chúng ta sẽ có về mô phỏng kết cấu. Với đây là mô phỏng kết cấu của máy bay chẳng hạn. Đó. Đấy, đây là một số ví dụ khác về mô phỏng sử dụng multi body dynamic. Một số những ví dụ khác nữa, đây là multi dynamic sử dụng trong việc mô phỏng các stamping process, mô phỏng quá trình dập hay là hệ thống vận chuyển hàng hóa ứng dụng trong biomechanics, trong y học, trong y kỹ thuật thì đúng hơn. Hay là mô phỏng hệ thống, ví dụ như đây là hệ thống của nguyên một cái drum máy giặt chẳng hạn. Ok, trong những video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn về môi trường làm việc của Motion Show Motion View, các khái niệm cơ bản trong Motion Show Motion View cùng các loại bài toán phân tích mà các bạn có thể thực hiện được. Song song với đó thì sau khi chúng ta đã học qua các khái niệm về cơ bản về MBD, về Motion Show Motion View rồi thì các bạn có thể tiến xa hơn bằng việc là làm việc với các vehicle library, tức là cái thư viện có sẵn, là tự tạo ra những cái thư viện hay là những cái mô hình của các bạn sử dụng các ngôn ngữ lập trình, ví dụ như Python, C++ hoặc Compose. Cuối cùng là chúng ta sẽ có thể thực hiện cái ví dụ mà nó mang tính thực tiễn hơn rất là nhiều, trực quan và rất là sinh động.
Video của giới thiệu của mình hôm nay đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.